và các bạn đang tiếp tục theo dõi kênh VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay. Như Nguyễn và Minh Trí rất vui khi được là những người bạn đồng hành cùng quý vị. Và như Nguyễn biết rằng, nấu ăn là một niềm vui, là một cách để chúng ta có thể giải tỏa những căng thẳng sau những giờ làm việc và học tập. Thế nhưng, làm sao trong cuộc sống hiện đại và bận rộn ngày hôm nay, chúng ta có thể nấu ăn mà vẫn tiết kiệm được thời gian, và đặc biệt là tận dụng nguyên vật liệu như thế nào đó mà tiết kiệm được không gian bếp của chúng ta nữa. Thì như Nguyễn và Minh Trí sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một sự lựa chọn hoàn hảo đến từ thương hiệu Good Life. Và khi đến với không gian mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping thì quý vị ngày hôm nay sẽ có một cơ hội chọn lựa ngay một nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life với nhiều phụ kiện đi kèm. Không những là chúng ta sẽ nấu lẩu mà chúng ta sẽ có nhiều xửng hấp, cũng như là một cái nồi lẩu để chúng ta có thể thực hiện ngay cả những món nướng cùng với mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nhé. Hãy nhanh tay sở hữu bộ nồi lẩu 4-1 đa năng này chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping, và đặc biệt còn tặng kèm một quà tặng, đó chính là một túi xách du lịch rất là nhỏ gọn và xinh xắn dành cho tất cả chúng ta. Và trong thời gian phát sóng chương trình này thì quý vị sẽ được nhận ngay quà tặng, đó là một túi du lịch cùng với mức giá cũ là 790.000 đồng. Hôm nay chúng ta sẽ giảm đi 100.000, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Và hãy nắm bắt cơ hội mua sắm hấp dẫn qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc quý vị có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn. Nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life, 4 chức năng trong một: nấu lẩu, chiên xào, chế biến các món hấp, nướng thịt và hải sản. Đặc biệt, nắp kính trong suốt và chống trào, tha hồ chế biến nhiều món ăn phong phú cho gia đình. Hãy nhanh tay sở hữu sản phẩm nồi lẩu điện đa năng Good Life, người bạn không thể thiếu trong những bữa tiệc sum vầy của gia đình bạn. Giá cũ 790.000 đồng, nay trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá mới hấp dẫn hơn 690.000 đồng, tiết kiệm 100.000 cho gia đình của chúng ta. Kèm theo quà tặng hấp dẫn sẽ là một chiếc túi xách du lịch tiện dụng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay nồi lẩu điện 4-1 Good Life để có thể nhận được quà tặng tiện dụng, túi xách du lịch hoặc tập thể thao có thể gấp gọn, hạn chế chống thấm nước và có cả ngăn nhỏ tiện dụng bên trong. Những món lẩu, những món chiên, những món xào, đặc biệt là trong những bữa tiệc, chúng ta không thể thiếu một nồi lẩu điện. Ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi đang mang đến cho quý vị của thương hiệu Good Life cùng với nắp kính thủy tinh chống trào để quý vị và các bạn có thể là dễ dàng nấu được những món lẩu, những món hấp hầm công suất hoạt động mạnh mẽ, gia đình của mình từ 2 đến 4 thành viên. Hoặc là trong những buổi tiệc, ngoài một chiếc bếp ga chúng ta nên tăng cường nấu ăn thêm, thì chúng ta nên sở hữu ngay một chiếc nồi lẩu điện quý vị và các bạn nha, của thương hiệu Good Life trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Nấu ăn nhiều hơn để chúng ta có thể là phong phú hơn thực đơn gia đình của mình. Một lần mua sắm, quý vị và các bạn có thể sở hữu ngay một sản phẩm với 4 chức năng trong một: nấu lẩu, chiên xào, hấp và nướng. Trong nồi lẩu điện này, chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng trên bàn ăn của gia đình hơn là sử dụng nồi lẩu trên những chiếc bếp nhỏ không an toàn khác. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn mang đến cho quý vị và các bạn một khay nướng và một chiếc xửng hấp nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể cùng một sản phẩm nhưng mang đến rất nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng dành cho gia đình của mình. Và đặc biệt trên VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay thì mức giá mới cực kỳ hấp dẫn, 690.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tiết kiệm được 100.000 đồng so với mức giá cũ trước đây là 790.000 đồng. 1900 7137, tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Và sau khi tham khảo một số thông tin của dòng sản phẩm nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life thì giờ đây Minh Trí và Như Nguyễn xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với phim trường VTV Hyundai Home Shopping, và đặc biệt là không gian bếp ngày hôm nay để có thể nấu ăn rất là nhiều món ăn khác nhau. Đặc biệt là nồi lẩu điện thì chắc chắn là mình phải nấu lẩu, đúng không Như Nguyễn? Rồi. Và trong những dịp họp mặt cuối tuần, gia đình bạn bè, không những là gia đình của mình mà có thể là khách đến chơi nhà, mình có thể chuẩn bị ngay một nồi lẩu với dung tích rất lớn là 4 lít ở bên trong. Như quý vị có thể dễ dàng quan sát là nước dùng đã sôi rất là nhanh, cùng với lại nắp thủy tinh rất là dày dặn để giúp cho quý vị là quan sát được trong suốt quá trình là nấu ăn, cũng như là một lỗ thoát hơi để có thể là chống trào. Và chúng ta đặc biệt là điều khiển rất là dễ với chiếc nồi lẩu điện như thế này, chỉ là một nút vặn nhiệt độ mà thôi. Ở trên đây hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng, như vậy là những người lớn tuổi, ví dụ như là ông bà hay bố mẹ của chúng ta thì cũng có thể thao tác được một cách đơn giản. Ở đây Trí có thể là điều chỉnh nút vặn nhiệt độ như thế này quý vị và các bạn nha. Những cái món hấp nè, những cái món hầm, những món chiên xào hay là những món lẩu thì chúng ta cũng đã có tương ứng với từng nhiệt độ tham khảo khác nhau. Và giờ đây thì sau khi đã điều chỉnh nút vặn nhiệt độ rồi thì quý vị có thể dễ dàng quan sát là Trí sẽ mở nắp ra quan sát ở bên trong. Wow. Rất là hấp dẫn với những nồi lẩu đầy đủ là có gà nè, có nấm ở bên trong nữa. Và chỉ cần là cho phần rau củ quả ở bên trong thôi như Nguyễn ha. Quý vị, hiện nay là mình đang có một nồi lẩu gà rất là hấp dẫn nè. Và bây giờ thì Minh Trí sẽ cho thêm rau củ vào nữa để chúng ta thấy được cái dung tích rất là lớn của nồi lẩu này nha. Và quý vị và các bạn thân mến, là nồi lẩu của chúng ta sử dụng là thép không rỉ cho nên rất là an toàn cho sức khỏe của những người sử dụng. Chúng ta sẽ có yên tâm để có thể nấu những món ăn dành cho những người thân trong gia đình của chúng ta mà không lo lắng về chất lượng của sản phẩm.
Wow, như vậy là sau khi Minh Trí đã cho cái phần rau củ quả bên trong một cái nồi lẩu gà cùng với nấm thì chắc chắn là sẽ cung cấp được rất là nhiều chất dinh dưỡng ở bên trong nữa. Quý vị và các bạn cứ tưởng tượng xem là trong những ngày ví dụ như là trời mưa chẳng hạn thì gia đình của mình sẽ có được những cái món lẩu rất là hấp dẫn và nóng hổi như thế này, thực hiện chính bằng với nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life. Và không những nấu lẩu đâu, Minh Trí với Như Nguyễn xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với món tiếp theo rất là hấp dẫn. Mà trước khi nói về món ăn này, chúng ta cũng quan tâm thiết kế bên ngoài, dung tích là 4 lít rất là lớn, cũng như là cái phần đế gia nhiệt và cái phần lồng nồi được tháo rời quý vị và các bạn nha, để cho chúng ta cảm thấy là sau khi mình đã sử dụng xong thì quý vị và các bạn cảm nhận được là cái phần bộ phận gia nhiệt rất là lớn và tiếp xúc trực tiếp vào bên trong đáy nồi, nấu ăn một cách nhanh chóng cùng với lại công suất hoạt động mạnh mẽ là 1300W và đường kính dung tích rất là lớn ở bên trên một chiếc nắp thủy tinh rất là dày dặn đó Như Nguyễn ha. Đúng rồi đó, đó cũng là một điểm mà Như Nguyễn rất là ấn tượng với nồi lẩu 4-trong-1 này. Wow. Đó chính là chiếc nắp thủy tinh thì sẽ giúp kín và giữ được cái hơi nhiệt, đặc biệt là sẽ có lỗ thoát hơi thì sẽ không giúp cho nước súp của chúng ta không bị trào. Wow. Và bây giờ Minh Trí và quý vị hãy cùng xem món ăn tiếp theo của chúng ta nha, rất là hấp dẫn. Wow, quý vị có thể dàn quan sát được đó chính là những cái món phá lấu như thế này quý vị nha. Ăn mình dùng chung kết hợp với lại cơm hoặc là chúng ta sử dụng chung với lại bánh mì chẳng hạn. Như quý vị đang quan sát là những cái món phá lấu như thế này á, mình làm chung với những cái gia vị đậm màu, chua cay. Tuy nhiên thì mình cũng không có sợ là bị ra ten hay rỉ sét bởi vì ở bên trong lồng nồi là chất liệu inox cao cấp, cũng như là chúng ta sẽ hạn chế việc là sản sinh ra quá nhiều cái phản ứng hóa học khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ cao. Bây giờ mình đã quan sát là đã chín ở cái phần thịt ở bên ngoài rồi. Tuy nhiên là rất nhiều quý vị đang quan tâm là không biết là cái phần thịt ở bên trong này là chín chưa. Thì chắc chắn là bây giờ Minh Trí sẽ cắt ra để quý vị và các bạn dễ dàng quan sát hơn quý vị nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá Minh Trí ơi. Và quý vị và các bạn thân mến, nhiều người thì hay rất là muốn nấu những cái món ăn như thế này cho các con của mình. Như vậy là Trí sẽ sử dụng ngay một chiếc kéo và chiếc cặp gấp như thế này. Quý vị có thể dễ dàng quan sát được là ngay cả cái phần phá lấu hay là chúng ta làm những cái phần gân bò chẳng hạn rất là lâu để chín, nhưng mà tuy nhiên khi mình sử dụng ngay với nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life thì chúng ta sẽ cảm nhận là chín cả phần da bên ngoài nhưng mà cả chín luôn cả phần thịt ở bên trong nữa. Như vậy thì Như Nguyễn nghĩ rằng là các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ rất là yên tâm để có thể nấu món này tại nhà cho con của mình, tại vì phá lấu là một món ăn rất là được ưa chuộng của giới học sinh sinh viên á Trí. Wow, như vậy là chúng ta sẽ có ngay những cái món ăn để làm phong phú hơn thực đơn gia đình của mình, đó chính là những cái món phá lấu bò cùng với những cái nước sốt đầy gia vị như thế này quý vị nha, rất là hấp dẫn Như Nguyễn ha. Làm cho những cái bữa tiệc, đặc biệt là họp mặt gia đình bạn bè của mình trong những cái dịp cuối tuần hoặc là trong những cái ngày đặc biệt quan trọng của gia đình thì mình cũng đã có ngay một cái món, đó là món phá lấu hấp dẫn rồi. Không những là nấu lẩu, không những là nấu phá lấu đâu mà chúng ta còn có nhiều phụ kiện đi kèm để làm nhiều món ăn khác nhau. Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng đến đây nha, tại vì trên tay trước mặt Như Nguyễn đây đang là một cái lồng nồi mà chúng ta có thể nướng với cả cái nồi lẩu của Good Life này nữa thưa quý vị và các bạn. Trên cái lồng nồi này có chán một lớp chống dính, vì thế là chúng ta có thể yên tâm mà nướng các món ăn của chúng ta mà không sợ là bị dính hay là bị ra ten rỉ sét gì cả. Và còn có những cái sọc, những cái thanh như thế này thì sẽ tạo cho món ăn của chúng ta còn hấp dẫn hơn nữa. Đúng rồi. Ngay bây giờ thì Như Nguyễn và Minh Trí sẽ tiến hành nướng thử một số món ăn nha. Wow. Tại vì Minh Trí có biết không, thói quen của Như Nguyễn cũng như là gia đình Như Nguyễn đó là thường ăn đồ nướng trước. Đúng rồi. Sau đó mình mới ăn món lẩu. Như vậy là đối với sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life, chúng ta sẽ có nhiều cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là một cái lồng nồi chuyên dụng để làm những cái món nướng với những cái đường vân như thế này để tạo hình bắt mắt hơn cho thực phẩm gia đình của mình. Chúng ta chuẩn bị món nướng trước, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị món lẩu sau. Linh động để chúng ta không tốn quá nhiều thời gian, và sau khi đã có thể là cho một ít dầu ở bên trên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những cái món nướng hấp dẫn quý vị nha. Để xem nào, không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ nướng món gì nha. Wow. Như Nguyễn có các loại hải sản ở đây nè, như mực nè, bạch tuộc nè, tôm nè và cả rau củ nữa. Chúng ta đều có thể sử dụng với lòng nướng này quý vị nha. Và một chiếc nồi lẩu thật là đa năng đúng không Minh Trí? Chính xác. Nhưng mà với giá cực kỳ hấp dẫn, còn kèm theo quà tặng là một chiếc túi du lịch xinh xắn nữa thưa quý vị và các bạn. Trong thời gian phát sóng chương trình này, không những là chúng ta sẽ có mức giá ưu đãi với mức giá cũ là 790.000 đồng mà quý vị sẽ được giảm thêm 100.000, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại và đừng quên, chúng ta sẽ mang thêm quà tặng hấp dẫn về nhà, đó chính là một túi du lịch quý vị nha. Nồi lẩu điện đa năng 4-trong-1 của thương hiệu Good Life được bảo hành 12 tháng, nhiều phụ kiện đi kèm, thiết kế rất là bắt mắt, một màu đỏ sang trọng hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ linh động thay đổi nhiều món ăn trong cùng một lúc. Wow. Rất là tiện dụng dành cho cả gia đình của chúng ta. Như vậy thì hãy nhanh tay gọi về số điện thoại quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập website vtvhyundai.vn để có thể đặt hàng và được tư vấn giao hàng tận nơi quý vị nha.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping với một dòng sản phẩm, đó chính là nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life. Chúng ta sẽ có nhiều phụ kiện, ví dụ như đây là chúng ta đang chuẩn bị những món nướng hải sản nướng, rau củ quả nướng rất là hấp dẫn với bộ phận gia nhiệt lớn và cùng với công suất hoạt động mạnh mẽ 1300W, cùng với nút vặn nhiệt độ có hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng. Nếu như chúng ta thực hiện những món nướng, chúng ta chỉ cần là vặn nút vặn nhiệt độ đơn giản thích hợp chung với những cái món nướng mà thôi quý vị và các bạn nha. Ở đây chỉ có thể là điều chỉnh nút vặn nhiệt độ như thế này, và đặc biệt là nếu như mà mình muốn tiết kiệm thời gian thì mình cũng có thể là chỉnh tối đa nhiệt độ. Đúng để rồi. Có thể là những cái món nướng của mình hấp dẫn hơn, hạn chế việc có quá nhiều khói ám ở trong quần áo, hay là mình hạn chế cái việc là cháy khét ở bên trong những cái món nướng của mình với những cái món nướng hấp dẫn như thế này quý vị nha. Chà, chỉ một nút vặn duy nhất và bằng tiếng Việt nữa, cho nên rất là đơn giản, rất dễ sử dụng, có thể sử dụng cho tất cả mọi người trong gia đình của mình luôn. Đúng rồi. Và quý vị và các bạn có thể quan sát xem là các món ăn của chúng ta đã dần chín rồi quý vị, nhờ vào đế tản nhiệt bên dưới cho nên là nhiệt độ được truyền đi rất là nhanh. Wow, đặc biệt là một cái lồng nồi chuyên dụng để thực hiện những món nướng, chúng ta sẽ có một cái lớp chống dính cao cấp để có thể hạn chế việc cháy khét, dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái phần tay cầm hai bên như thế này quý vị nha. Phần tay cầm, ngay cả phần chân đế và ngay cả phần lồng nồi phụ kiện đều có tay cầm bằng nhựa cách nhiệt để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta dễ dàng là cầm nắm cũng như là di chuyển và đặt ngay trên bàn tiệc gia đình của mình. Đúng thì rồi. Cũng rất là tiện lợi, và sau khi chúng ta thực hiện những món nướng xong, chúng ta cũng có thể là thay vào một cái lồng nồi khác để có thể làm được những món lẩu. Mà mình đừng quên là mình còn có thêm sự hấp nữa như Nguyễn ha. Đúng rồi, nhắc tới phụ kiện thì không thể không nói tới sự hấp, thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta có thể thấy là các món thực phẩm đang dần chín ở trên cái lồng nướng của chúng ta như thế này đây. Đúng rồi. Rất là tiện lợi, một nồi lẩu mà vẫn có thể làm được các món nướng cho gia đình của chúng ta. Và mình chỉ có biết không, với nồi lẩu điện này á thì chúng ta có thể để đặt ngay bàn ăn luôn, tại vì chúng ta sẽ sử dụng dây điện rất là tiện lợi. Chính xác. Mà không có cần là phải để lò nướng ở một bên rồi bàn ăn ở một bên, như vậy thì sẽ rất là bất tiện, người nướng người ăn thì phải chờ đợi như vậy. Chính xác. Trong như thế này á thì cả gia đình của chúng ta có thể vừa nướng và vừa thưởng thức được món ăn luôn. Như vậy là gia đình của mình sẽ có rất là nhiều thành viên, và mỗi thành viên sẽ có một cái sở thích và khẩu vị khác nhau. Như vậy là mình chỉ cần chọn lựa thực phẩm sạch ở chợ hoặc là siêu thị thôi. Đúng sau đó rồi. Mình trở về nhà, mình sơ chế và sử dụng ngay với nồi lẩu đa năng của thương hiệu Good Life ngày hôm nay. Bây giờ thì món nướng cũng đã xong rồi, chúng ta sẽ đến với món ăn kế tiếp quý vị nhé. Đúng rồi, Minh Trí đã nói rất nhiều về nồi lẩu Good Life có rất nhiều phụ kiện đi kèm, thì chắc chắn không thể bỏ qua được phụ kiện tiếp theo của chúng ta, đó chính là một cái sửng hấp, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ có sửng hấp ở phía bên trên lồng nồi luôn, thì chúng ta có thể vừa kết hợp là ở bên dưới chúng ta nấu một món khác nè, rồi ở trên thì có thể hấp cái món ăn khác nữa, vô đúng cùng rồi. Là hấp dẫn, mà vẫn chỉ với một nút vặn bằng tiếng Việt thôi, rất dễ điều chỉnh, rất dễ sử dụng. Rất là đơn giản để quý vị và các bạn có thể sử dụng ngay lồng nồi chính. Và hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ kết hợp chung với lại món phụ ở bên trên nữa. Đó chính là những cái món hấp quý vị nha. Có một cái khẩu phần ăn sáng, chúng ta có thể hấp há cảo, hấp bánh bao và hấp nhiều món hấp khác để chúng ta có thể là tiết kiệm thời gian cho những người nội trợ. Đúng rồi. Không biết là bên dưới sẽ món gì đây hả Như Nguyễn? Hãy cùng chờ xem nha. Ở phía trên là xíu mại nè, là há cảo nè, đúng còn rồi. Bên dưới thì chúng ta có một nồi cơm rất là đặc biệt với cùng với rau củ nữa. Đúng rồi. Chúng ta có thể tạo nên một cái món cơm ngũ sắc như thế này. Và Như Nguyễn sẽ giúp cho Minh Trí và quý vị khán giả của chúng ta biết được là nồi lẩu 4 trong 1 của Good Life nấu cơm ngon như thế nào nha. Chúng ta sử dụng ngay nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life để chúng ta có thể nấu cơm ở trong chính gia đình của mình quý vị nha. Ở bên trong lồng nồi chúng ta cảm thấy là có một cái lớp chống dính hạn chế việc cháy khét, và đặc biệt là nấu cơm nữa. Ở đây Như Nguyễn sẽ xới cái phần đáy nồi lên cho quý vị và các bạn quan sát là chúng ta sẽ có ngay những cái món cơm rất là hấp dẫn nè. Chúng ta kết hợp chung với rau củ quả cho bắt mắt cũng như là cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, và kết hợp chung với cái phần sửng hấp ở bên trên để có thể là vừa nấu cơm vừa nấu xôi. Mà bên trên mình có thể là hấp gà, hay là chúng ta có thể hấp rau củ quả, hấp bánh bao, hấp xíu mại, hấp há cảo, nhiều món hấp dẫn khác nhau quý vị nha. Và trong thời gian phát sóng này thì quý vị đừng quên, chúng ta sẽ có thêm quà tặng, đó là một túi du lịch dành cho gia đình của mình cùng với mức giá cực kỳ ưu đãi. Ta có thể sở hữu được một nồi lẩu 4 trong 1 lần, thưa quý vị, vừa có thể nấu lẩu nè, vừa có thể hấp, có thể chiên xào, lại còn có thể làm thêm những món tráng miệng khác nữa kìa Minh Trí. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137, mức giá cũ 790.000 đồng, hôm nay quý vị sẽ được giảm đi 100.000, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Mang về nhà ngay dòng sản phẩm chính, một nồi lẩu điện 4 trong 1 của thương hiệu Good Life, và được tặng kèm theo quà tặng đó là một túi du lịch quý vị nhé.
Tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. 1900 7137 đang chờ đón quý vị và các bạn. Gọi về và nhanh tay đặt hàng, đem món sản phẩm này về ngôi nhà thân yêu của mình quý vị nha. Món lẩu là một trong những món ăn quen thuộc và được ưa thích của người Việt Nam. Nhưng không chỉ vậy đâu mà nồi lẩu điện đa năng Good Life còn giúp cho tất cả quý vị khán giả, những người nội trợ đáng yêu của chúng ta có thể cùng lúc thực hiện những món ăn khác nhau nữa. Nào là hầm hấp, chiên xào nè, hay là nướng thịt và hải sản. Với nhiều chế độ phong phú nhưng chỉ một nút điều khiển, tiện lợi và hữu dụng, mức giá lại cực kỳ hấp dẫn, chỉ 690.000 đồng mà thôi. Tiết kiệm được 100.000 đồng so với mức giá cũ trước đây là 790.000 đồng. Với một sản phẩm mà chúng ta có thể nấu nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay gọi điện thoại về cho chúng tôi. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tổng đài quen thuộc 1900 7137 đã sẵn sàng. Tổng đài viên của chúng tôi sẽ tư vấn và giao hàng tận nơi quý vị nha. Và đặc biệt là quý vị có thể kết hợp cả hai món ăn trong cùng một lúc với nhiều phụ kiện đi kèm trên nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life. Chúng ta vừa nói lẩu bên dưới và có xửng hấp đi kèm. Ngoài ra chúng ta có theo vị nướng có lớp chống dính để chúng ta có thể dễ dàng làm được những món nướng trực tiếp trên nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life. Chỉ một nút vặn nhiệt độ và công suất hoạt động mạnh mẽ quý vị và các bạn nha. Tiết kiệm được chi phí mua sắm tại tổng đài quen thuộc 1900 7137. Chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc. Hãy nhanh tay sở hữu sản phẩm nồi lẩu điện đa năng Good Life, người bạn không thể thiếu trong những bữa tiệc sum vầy của gia đình bạn. Giá cũ 790.000 đồng, nay trên VTV Hyundai Home Shopping, mức giá mới hấp dẫn hơn 690.000 đồng, tiết kiệm 100.000 cho gia đình của chúng ta. Kèm theo quà tặng hấp dẫn sẽ là một chiếc túi xách du lịch tiện dụng. Hãy đặt hàng ngay với VTV Hyundai Home Shopping để chế biến những món ăn thơm ngon, nấu lẩu, chiên ngập dầu, xào, làm bánh, nướng và nấu cơm. Hãy nhanh tay sở hữu ngay nồi lẩu điện 4-1 Good Life để có thể nhận được quà tặng tiện dụng, túi xách du lịch hoặc tập thể thao, có thể gấp gọn, hạn chế chống thấm nước và có cả ngăn nhỏ tiện dụng bên trong. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại trường quay VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay. Như Nguyễn và Minh Trí đang mang đến cho quý vị và các bạn một bộ sản phẩm, đó chính là chiếc nồi lẩu điện đa năng 4-1 của thương hiệu Good Life. Một chiếc nồi lẩu điện với màu sắc là màu đỏ rất là ấm cúng và bắt mắt dành cho cả gia đình của chúng ta. Với đế nồi nè và thân nồi có dung tích đến 4 lít, chúng ta có thể dễ dàng nấu những món ăn như là lẩu nè, chiên xào nè, hấp nè dành cho cả gia đình. Bên cạnh đó đi kèm còn có những phụ kiện rất là hấp dẫn, đó chính là một chiếc xửng hấp và một khay nướng để chúng ta có thể thực hiện nhiều món ăn dành cho gia đình của mình. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn mang đến quý vị và các bạn một quà tặng, đó chính là một túi xách đi du lịch hoặc đi tập thể thao. Quý vị và các bạn sở hữu ngay với mức giá cực kỳ ưu đãi, với mức giá cũ là 790.000 đồng thì hôm nay sẽ được giảm đi 100.000, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Và đừng quên chúng ta nhận kèm quà tặng hấp dẫn, đó là một túi thể thao và đi du lịch dành cho cả nhà của mình. Giờ đây cùng quay trở lại với không gian bếp phim trường của VTV Hà Nam Shopping. Chúng ta sẽ nấu ăn nhanh chóng hơn và đặc biệt là chúng ta sẽ có được nhiều món ăn rất hấp dẫn. Như đã nói thì cái nồi lẩu 4-1 này của chúng ta không chỉ là nấu lẩu được đâu Minh Trí, mà chúng ta còn có thể chiên xào nữa. Cho nên là ngay bây giờ Như Nguyễn sẽ sử dụng cái khay nướng để chúng ta có thể xào một món ăn cho mọi người nha. Rồi hôm nay Như Nguyễn quyết định là sẽ sử dụng món là thịt bò xào ngũ sắc để mà chúng ta có thể thưởng thức một món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy là Như Nguyễn không cần dùng thêm dầu ăn luôn. Vì chúng ta đã có cái chất liệu là không dính rồi. Đúng rồi. Quý vị và các bạn sẽ có một cái khay nướng chuyên dụng để chúng ta có thể làm được những món nướng hoặc là những cái món chiên xào. Ví dụ như là chúng ta cần ướp gia vị nè, tỏi ớt ở bên trong thịt bò, và sau đó chúng ta sẽ có ngay được những cái món chiên xào rất là hấp dẫn. Lớp chống dính sẽ giúp cho quý vị là hạn chế việc cháy khét cũng như là dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn. Mình xào phần thịt bò xong thì chúng ta sẽ có thể sẽ là cho luôn cả rau củ vào nữa. Rất là hấp dẫn. Rất là thơm ngon và đầy đủ màu sắc, rất là bổ dưỡng cho các thành viên trong gia đình của chúng ta thưa quý vị ạ. Mà chúng ta không cần dùng nhiều dầu ăn đâu. Và quý vị các bạn biết không, cái nồi lẩu điện này còn có tay cầm bằng nhựa cách nhiệt cho nên rất là an toàn trong lúc mà chúng ta nấu ăn. Thậm chí là chúng ta có thể để cái nồi lẩu này ngay giữa bàn ăn nữa mà vẫn yên tâm là không có sợ bị bỏng khi mà các bé trẻ con trong gia đình vô tình đụng phải. Chúng ta có thể dễ dàng điều khiển với một nút vặn về nhiệt độ mà thôi. Chúng ta điều khiển tùy theo món ăn khác nhau, có thể đó là những cái món chiên xào, những cái món lẩu khác nhau. Thì với cái nút vặn nhiệt độ này bằng hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng, do đó là quý vị có thể là điều khiển tùy theo cái món ăn ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình. Và có thể là sau những cái món chiên xào rồi, chúng ta cũng sẽ có thể là linh động để mình thay đổi nhiều cái phụ kiện khác như Nguyễn để mình có thêm được những cái món ăn hấp dẫn tiếp theo. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tới một món ăn tiếp theo nha. Không biết là ngày hôm nay thì Minh Trí và Như Nguyễn sẽ mang đến món ăn gì đây. Thưa quý vị và các bạn, phụ kiện thứ hai đi kèm với nồi lẩu điện đa năng 4-1 này, đó chính là một chiếc xửng hấp để chúng ta có thể hấp bánh bao, hấp xíu mại nè. Và bây giờ chúng ta còn có thể hấp cá nữa.
Như vậy là quý vị có thể dễ dàng quan sát được là Minh Trí và Như Nguyễn đang giới thiệu cho quý vị là ngoài cái phần nồi lẩu ở bên dưới, chúng ta còn có cái phần sừng hấp ở bên trên, và đặc biệt là nắp kính thủy tinh dày dặn ở bên trên mình kết hợp ở đây là hấp cả một con cá diêu hồng cùng với lại cái phần rau củ quả. Và chắc chắn là cho dù là nồi lẩu hay là sừng hấp thì chúng ta đều có cái phần tay cầm cách nhiệt. Đúng rồi. Bây giờ thì Như Nguyễn sẽ lấy cả sừng cá hấp này ra nha, để xem là bên dưới chúng ta còn có thể nấu kèm một món ăn nữa nè. Như vậy là ở dưới chúng ta có thể sử dụng ngay với lại là nước dùng, chúng ta có thể là hầm xương hay là chúng ta nấu lẩu. Còn bên trên thì chúng ta làm được những cái món hấp khác nhau quý vị và các bạn nha. Rất là tiết kiệm về thời gian công sức dành cho những người nội trợ. Và sau khi nước dùng thì đã sôi rồi, có thể là cho thêm cái phần rau củ quả vào bên trong. Như vậy là chúng ta cũng có nhanh chóng và giản tiện hơn khi mình lại có ngay thêm một cái nồi lẩu cùng với lại phần rau củ quả và xương hầm nữa. Đúng rồi, rất là tiện lợi. Cùng một lúc mà chúng ta có thể nấu nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng dành cho cả gia đình của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ có ngay một nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life, và chúng ta sẽ có 4 phụ kiện trong một. Một nồi lẩu chúng ta có một cái đế nướng ở bên trong, một sừng hấp đi kèm mà chúng ta sẽ có thể linh động thay đổi nữa để giúp cho cùng một bữa tiệc gia đình của mình có thể sử dụng nhiều món ăn khác nhau và không cần phải là tốn quá nhiều thời gian để vệ sinh chùi rửa. Một nút vặn nhiệt độ hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng ở bên dưới cái đế gia nhiệt như thế này, được sơn ở một màu đỏ rất là đồng nằm ấm, cũng như là một màu đỏ sung túc hơn cho không gian bếp gia đình của mình. Đúng có rồi. Bên trên thì sao, hôm nay thì mình chỉ đã thay thế ngay, đó chính là một cái sửng, một cái vị nướng như thế này có rất là cái nhiều cái đường vân sọc để chúng ta sẽ định hình và tạo những cái hình thẩm mỹ hơn cái món ăn của mình. Và giờ đây sẽ thực hiện ngay bên trong như thế này, chúng ta hạn chế sử dụng nhiều dầu mỡ để có thể thực hiện ngay những cái món ví dụ như là phi lê cá hồi nướng chẳng hạn, làm phong phú hơn thực đơn cho gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Ở đây Trí có thể là cho ngay một cái mẫu phi lê cá hồi nguyên một cái tảng thịt to như thế này, quý vị có thể dễ dàng quan sát cùng với những cái đường hằn ở bên dưới. Thì trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, chúng ta sẽ có ngay cái phần phi lê cá hồi chín đều cả hai mặt, mặt trong và mặt ngoài, cũng như là chúng ta cũng có thể là chín đều cả phần thịt ở bên trong nữa. Rất là hấp dẫn phải không nào? Và không những là chúng ta làm mà phi lê cá hồi mà quý vị và các bạn cũng có thể là cho thêm cái phần rau củ quả vào bên trong nữa quý vị nha. Trong thời gian ngắn thôi thì những cái bữa tiệc họp mặt thì không những có những món ăn đơn thuần là những cái món cơm mà mình có thể sáng tạo thêm. Phi lê cá hồi nướng với cái vị nướng đi kèm như thế này rất là tiện lợi với lớp chống dính cao cấp, hạn chế việc cháy khét, cũng như là chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Đúng rồi. Đó. Càng ít dầu mỡ thì càng tốt cho sức khỏe đó Minh Trí. Chúng ta sẽ có ngay những cái món phi lê cá hồi cùng với lớp chống dính cao cấp dễ dàng để có thể lật trở cả hai mặt thực phẩm và cũng như là hạn chế việc cháy khét, cùng với dung tích lớn lên đến là 4 lít ở bên trong nữa quý vị và các bạn nha. Hãy thực hiện ngay những cái món ăn mà mình yêu thích cũng như là tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình yêu thích nữa. Như vậy là sau khi mà chúng ta đã thực hiện những cái món phi lê cá hồi đã chín rồi thì chúng ta có thể là gấp ra đĩa và sau đó mình có thể là cho thêm nước sốt chanh dây hoặc là nhiều loại nước sốt khác tùy theo sở thích của từng thành viên ở bên trong chính gia đình. Thì chúng ta cũng đã có ngay món phi lê cá hồi nướng cùng với nước sốt, và chắc chắn là nồi lẩu điện thì không thể nào mà đúng thiếu được những cái món lẩu. Họp mặt gia đình bạn bè trong những bữa tiệc thì chúng ta cần có nhiều món lẩu khác nhau, cũng như là cần ngay một nồi lẩu và thiết kế dung tích lớn như thế này lên đến 4 lít quý vị và các bạn nha. Ở đây quý vị có thể dễ dàng quan sát được, đó chính là dung tích bên ngoài trong là 4 lít với thiết kế chúng ta sẽ có cái phần đế gia nhiệt màu đỏ như thế này, rất là bắt mắt làm cho không gian bếp sẽ trở nên là đặc sắc hơn. Một nút vặn nhiệt độ hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng ở đây, Trí có thể là vặn nhiệt độ đến mức nhiệt độ cao nhất để có thể là món lẩu của mình sẽ nhanh chín hơn. Lẩu hải sản là lẩu nấm gà hay là mình có thể là nấu những cái món lẩu riêu cua hải sản chẳng hạn, làm phong phú hơn cho từng cái buổi tiệc khác nhau, những ngày lễ của gia đình, những ngày nghỉ chúng ta quây quần bên nhau và có thể là mời bạn bè đến thưởng thức. Vừa mới vặn nhiệt độ thôi, quý vị có thể dễ dàng quan sát được ha. Nước lẩu đã sôi rất là nhanh chóng rồi. Và phần còn lại thì mình chỉ cần là cho cua cũng như là hải sản vào bên trong mà thôi. Chiếc nắp thủy tinh này giúp cho chúng ta có thể giữ nhiệt, giúp cho nồi lẩu của chúng ta sôi nhanh hơn. Và trên nắp còn có một lỗ tròn nhỏ để có thể thoát hơi. Và quý vị có thể thấy là nước lẩu của chúng ta không có bị trào ra ngoài. Đó, đang rất là sôi rồi. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ cho hải sản nè và cho cả rau củ vào nữa quý vị nha. Rất là hấp dẫn luôn. Ngay cả những cái nồi lẩu lớn như thế này thì chúng ta sẽ cái là nhà mình có 2 đến 4 người, hoặc là mình có thể là mời bạn bè đến nha. Trong những dịp họp mặt mình quay quần ở bên trên không gian bếp. Mà không những là không gian bếp đâu những chiếc nồi lẩu của thương hiệu Good Life như thế này thì quý vị và các bạn sẽ có thể là đặt ngay ở trên bàn tiệc gia đình của mình thì cũng rất là tiện lợi quý vị nha. Có thể là cho thêm hải sản, rau củ quả, và mình cũng có thể là cho rau vào ở bên trong nữa.
Wow. Và thưa quý vị hãy yên tâm vì chất liệu của nồi lẩu điện Good Life này của chúng ta là inox cao cấp 430, một inox mà được dùng trong y tế và an toàn với sức khỏe của tất cả mọi người. Cho nên là chúng ta sẽ rất là yên tâm khi sử dụng nồi lẩu điện 4-in-1 này của Good Life để có thể thực hiện nấu những cái món ăn cho cả gia đình của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho quý vị và các bạn. Với giá cũ là 790.000 đồng thì nay giá mới của nồi lẩu điện 4-in-1 này đã chính là 690.000 đồng, còn tặng kèm thêm một túi sách để đi du lịch hoặc đi tập thể thao nữa quý vị ạ. Quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Các bạn tổng đài viên sẽ rất nhiệt tình để tư vấn có một dòng sản phẩm hữu ích thiết thực 4-in-1 của thương hiệu Good Life, và những kèm thêm quà tặng chúng tôi sẽ giao hàng bất kỳ địa chỉ nào quý vị mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời lượng phát sóng chương trình chỉ có hạn mà thôi. Do đó nếu như gia đình của mình và đặc biệt là không gian bếp đang cần có ngay một nồi lẩu điện nhưng mà phải đa năng, thì quý vị nên nắm bắt cơ hội trong những phút cuối cùng và đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137. Một nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life nhưng rất là nhiều chức năng. Đầu tiên thì chúng ta cũng có thể là nấu lẩu như thế này quý vị nha. Dung tích 4 lít ở bên trong và đặc biệt là inox 430 cao cấp, dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Và quý vị có thể quan sát là chúng tôi có thể kết hợp với xửng hấp bên trên để mình có thể là kết hợp cả hai món ăn trong cùng một lúc, vừa nấu lẩu vừa hấp hầm, giúp cho những người nội trợ có thể là tiết kiệm được thời gian hơn. Ngoài ra chúng ta còn có thể nấu ăn được những gì nữa hả Như Nguyễn ha? Với nồi lẩu đa năng này đến từ thương hiệu Good Life thì chúng ta còn có thể chiên xào nè, hoặc là chúng ta có thể nướng thịt và nướng hải sản nữa quý vị ạ. À, vì kèm theo nồi lẩu điện đa năng này, chúng ta sẽ có một khay nướng với những khe vân nhỏ như vậy thì giúp cho đồ ăn của chúng ta sẽ mau chín hơn mà vẫn giữ được sự thơm ngon của những món ăn của chúng ta. Và đặc biệt trên VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay thì mức giá mới cực kỳ hấp dẫn, 690.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tiết kiệm được 100.000 đồng so với mức giá cũ trước đây là 790.000 đồng. Hãy nhanh tay lên gọi điện thoại về cho chúng tôi để đặt hàng sản phẩm này nào. Nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life, 4 chức năng trong một: nấu lẩu, chiên xào, chế biến các món hấp, nướng thịt và hải sản. Đặc biệt nắp kính trong suốt và chống trào, tha hồ chế biến nhiều món ăn phong phú cho gia đình. Sản phẩm nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life, người bạn không thể thiếu trong những bữa tiệc sum vầy, dễ dàng điều khiển chỉ với một chức năng. Mức giá hấp dẫn 690.000 đồng, đã tiết kiệm ngay 100.000 và còn nhận kèm một túi sách du lịch tiện dụng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay nồi lẩu điện 4-in-1 Good Life để có thể nhận được quà tặng tiện dụng, túi sách du lịch hoặc tập thể thao có thể gấp gọn, hạn chế chống thấm nước và có cả ngăn nhỏ tiện dụng bên trong. Thời gian không còn nhiều nữa, quý vị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng để mang về sản phẩm nồi lẩu điện đa năng 4-in-1 của thương hiệu Good Life về dành cho gia đình của mình. Một nồi lẩu mà có thể vừa nấu lẩu, có thể chiên xào, có thể hấp và có thể làm những món ăn hấp dẫn khác nữa với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn còn sẽ được tặng kèm một túi sách du lịch hoặc đi tập thể thao rất là xinh xắn và tiện dụng. Trong thời gian phát sóng chương trình này thì quý vị hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137 để sở hữu ngay nồi lẩu điện đa năng của thương hiệu Good Life 4-in-1, làm được những món hấp hầm chiên xào khác nhau cùng với sừng hấp, cùng với vị nướng và cả nồi lẩu với dung tích là 4 lít với công suất 1300W. Quà tặng chúng tôi đang áp dụng đi kèm với chương trình này đó chính là một túi du lịch dành cho gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Với chiếc túi du lịch này thì quý vị và các bạn có thể trở thành một chiếc túi để tập luyện thể dục thể thao, để mang đi trong những chuyến du lịch ở gia đình của mình. Hãy nhanh tay sở hữu, mức giá cũ là 790.000 đồng thì hôm nay quý vị sẽ được giảm đi 100.000, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Có ngay nồi lẩu điện của thương hiệu Good Life, có ngay túi du lịch là quà tặng hoàn toàn miễn phí. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc. Wow, 1900 7137, hoặc chúng ta có thể xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm trên website vtvhyundai.vn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại rồi. Như Nguyễn và Minh Trí hy vọng là quý vị và các bạn sẽ chọn lựa được những sản phẩm hoàn hảo dành cho gia đình của mình. Còn bây giờ, Như Nguyễn và Minh Trí xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những sản phẩm lần sau nha. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.